Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chư Phật tử đã biết hôm nay là ngày rằm tháng 7, cũng là ngày đại lễ về Từ Tứ Tăng và Du Lan Bồn. Từ tứ là gì? Tự là mình, chính mình. Tứ là phát tâm, phát lồ, sám hối tất cả những tội lỗi gì trong một năm để mình tắm rửa cho sạch sẽ. Chư Tăng thì mỗi một tháng là sám hối hai lần, giữa tháng và cuối tháng. Nhưng cuối năm phải sám hối chung với tất cả giáo hội. Cũng nhờ cái ngày đại lễ đó thì có Du Lan Bồn, hay là kêu tiếng Hán là giải đảo quyền. Giải là cởi mở, đảo là lộn ngược, quyền là cái sợi dây. Sợi dây treo lộn ngược xuống, tức là kể những người có tội đấy. Mà người có tội không phải là ai xa lạ, mà chính là trong cửu quyền thất tổ của chúng ta: cha, mẹ, ông, bà, vợ, con, người sống và người chết đều phải được siêu hết. Mà tại sao đợi tới ngày rằm tháng 7? Thì chúng ta biết rằng người sống thì có thể xác, có linh hồn. Còn người chết thì cái thể xác đã vô là thiêu, đã chôn dưới đất rồi, do cái linh hồn không bao giờ chết. Thành ra cầu cho người sống lẫn người chết. Người sống thì quý vị ở đây, tôi cầu hiện tại thì nó rất dễ dàng. Còn người chết đó thì không có xác thân, có linh hồn, nó bàn bạc trên không gian, mà chưa chắc quý vị sống cũng như chết biết linh hồn ra sao. Nó làm cái khó khăn nhất. Phật tử lâu năm rồi cũng vậy đó. Thì chúng ta nhớ là cái tâm là cái linh hồn. Mà thường thường đó thì chúng ta nói thấy bằng mắt, nghe bằng cái lỗ tai, ngửi bằng lỗ mũi, nói chuyện bằng cái miệng, xúc chạm bằng sắc thân. Thật ra không đúng lắm. Cái đó là cái điều kiện để cho linh hồn nó phát hiện. Cũng như quý vị thấy bóng đèn, nó cho ánh sáng, rồi cái bàn ủi cho sức nóng, rồi quạt máy nó cho gió, tủ lạnh nó cho lạnh, radio nó cho tiếng nói, vân vân. Thì cái đó đâu phải là điện. Cái đó không phải là điện. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, cái đó không phải là tâm, không phải là linh hồn, mà là cái dụng của linh hồn. Cái dụng nó khác, còn cái thể, cái bản thể nó khác. Bản thể là có một thôi. Chẳng hạn như luồng điện có một luồng điện thôi, nhưng mà khi nó qua bóng đèn nó cho ánh sáng, thì ánh sáng là cái dụng của nó. Nó qua mặt ủi nó cho sức nóng, nó qua cái quạt máy nó cho quay, nó qua tủ lạnh nó cho lạnh, cho nước đá. Thì những cái đó là cái diệu dụng của điện. Còn linh hồn hay là luồng điện chúng ta không thấy được. Bây giờ đố quý vị biết luồng điện ra sao, nhưng mà quý vị thuật vô thì cái radio nó hát, cầm cái micro này cũng có điện thì không nghe. Nhưng mà cái micro này đâu phải là điện. Đó là cái dụng của điện. Dụng là cái xài của nó. Thì cái linh hồn chúng ta cũng vậy, có một. Mà linh hồn của tôi, linh hồn của quý vị có một thứ thôi, nhưng mà cái dụng thì khác. Cũng như cái bóng đèn không phải là bàn ủi, quàng ủi không phải là quạt máy, quạt máy không phải là tủ lạnh. Nhưng mà cái làm cho ánh sáng bóng đèn cho quạt máy là có một thứ thôi. Cái luồng điện của quạt máy, luồng điện của bóng đèn thì một cái luồng điện thôi, chứ đâu có hai luồng điện. Nhưng mà chúng ta không thể nói ánh sáng bóng đèn với cái quạt máy với sức nóng bằng ủi là một thứ, là không được. Quý vị không nói quý vị tôi là một thứ được, không có thể một thứ được. Nhưng mà cái linh hồn của sư, linh hồn của con là một thứ thì đúng. Nhưng mà linh hồn này, cái chủng tử thiện ác tôi nhiều kiếp nó mới mượn cái linh hồn nó phát hiện thì khác rồi đó. Cũng như cái luồng điện mà nó mượn, cái bóng đèn nó mượn để phát ra ánh sáng, thì luồng điện đó với luồng điện của quạt máy, của radio, tivi một thứ. Nhưng mà khi nó mượn ra, nó phát ra cái ánh sáng rồi, ánh sáng nó khác với cái sức nóng.
khác với bàn ủi. Khác là khác trên hình tướng, có tác dụng khác, nhưng mà cái bản thể bên trong có một thứ. Thành ra quý vị với Phật đó bằng nhau chứ không có thua Phật. Nhưng mà chừng nào quý vị mới nhận được mình là luồng điện, mình là linh hồn. Thành ra quý vị cứ nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, niệm Phật bằng miệng. Thì tôi vô trong miền quê đó thì họ nói niệm Phật bằng miệng, không có miệng làm sao niệm Phật. Rồi ở ngoài chợ Phật tử thì niệm Phật bằng linh hồn, bằng tâm. Hỏi tâm ở đâu thì không biết. Có người nói tâm nó bàn bạc trên không gian. Tôi nói bàn bạc trên không gian thì là không có tâm. Bởi vì không chỉ được. Mà theo khoa học bây giờ là cái gì không chỉ được, không rờ mó, không thực hiện lâm sàng là không có. Nhưng nói vậy rồi làm sao? Tâm thì chỗ nào không có, nó cùng khắp. Nhưng mà làm sao diễn tả? Không diễn tả được thì ta nói không có. Có như bây giờ khoa học hay là mấy nhà duy vật, mấy bác sĩ không có công nhận là có linh hồn. Chết rồi còn có linh hồn. Mình linh hồn rồi sao? Tôi thấy thể xác chết hết, cát bụi trải về cát bụi. Nhưng mà thể xác đâu phải là, đâu phải là linh hồn. Nhưng mà ngoài cái thể xác đã tìm linh hồn không có. Ngoài cái bóng đèn, ánh sáng bóng đèn tìm điện không có. Nhưng mà nhất định ánh sáng bóng đèn đó không phải là điện. Mà bỏ ánh sáng bóng đèn cũng tìm điện không có. Điện, ánh sáng bóng đèn nó mượn cái luồng điện để nó phát ra ánh sáng. Nó mượn thôi. Chứ không phải luồng điện sanh ra ánh sáng mà chúng ta nhớ chỗ đó. Cũng như sóng, nước, sóng nó mượn nước để nó phát ra ra sóng. Thì sóng không phải là nước. Nhưng mà bỏ sóng tìm nước không bao giờ có. Chúng ta phải hiểu cho đó. Bỏ cái thể xác này đi tìm linh hồn không bao giờ có. Nhưng mà nói cái thể xác là linh hồn là không được. Mà bỏ thể xác tìm linh hồn cho các là cũng không bao giờ có. Thành ra tu mà nói tìm Phật, mà vô trong núi, vô rừng, vô trong hang tìm tu tịnh là có Phật. Phật cùng khắp. Nhưng mà tại sao phải xuất gia? Tại sao phải tìm chỗ thanh vắng? Cái đó là cái điều kiện để đưa nhận lại cái linh hồn. Điều kiện ắt có và đủ. Tại sao muốn nhận linh hồn phải nhờ cái luồng ánh sáng? Muốn nhận luồng điện phải nhờ ánh sáng. Ánh sáng là cái điều kiện để mình biết có ánh sáng, biết là có linh hồn nằm trong đó. Ánh sáng này sở dĩ có là do linh hồn. Thành ra tôi đưa tay tôi hỏi quý vị thấy không? Quý vị nói thấy, tôi biết có linh hồn trong con người quý vị. Còn đưa tay quý vị đã chết ngơ ngáo nhìn tôi không có trả lời hả? Tôi biết là cái linh hồn không còn trong thể xác này nữa. Thành ra chúng ta nói niệm Phật bằng miệng là không đúng, mà nói niệm Phật bằng linh hồn thì đúng. Mà hỏi linh hồn ở đâu? Nó không biết, nó trùm khắp không gian thì không được. Nó đúng nhưng mà nó mơ hồ. Thì mới nói nương vào cái tiếng niệm Phật nhận được cái linh hồn. Thì giống nương vào cái ánh sáng bóng đèn để tôi nhận được cái luồng điện. Linh hồn có một, nhưng qua mắt thì cho thấy, qua tai cho nghe, qua mũi cho ngửi, qua lưỡi cho nếm, qua thân cho xúc chạm. Nhưng mà có một thứ thôi. Cái này là cái quan trọng nhất của người Phật tử. Thành ra niệm Phật mà nương vào tiếng niệm Phật để mình nhận lại cái linh hồn thì đây là chánh công. Còn bây giờ nếu con cái đó khó lắm chứ, ai không nói khó thì dĩ nhiên phải khó rồi. Khó mình mới không thành Phật được. Nhưng mà Thái Sử Di Đạt Ta đã tìm ra. Rồi cuối cùng cái thời mạt pháp này, Ngài thấy rằng khó, Ngài thương cho chúng ta. Bởi vì vật chất nhiều quá. Thì cái xác thân này, mắt tai mũi lưỡi, bình bát, cây, cỏ, tất cả sự vật này đều là phát hiện từ linh hồn. Mà nó nhiều quá. Rồi làm sao mà nương vào đó mình nhận lại cái linh hồn, cái bất tử được. Nó có một mà nó sanh ra vô lượng cái. Rồi bây giờ thì vật chất càng nhiều mà phương tiện quá đầy đủ. Do cái phương tiện nhiều quá, chúng ta cứ nương vào phương tiện cho đó là linh hồn, chết. Mà bỏ cái vật chất này thì không có tìm linh hồn đó được. Mà một hai cái, một cái trăm, cả triệu cái thì dễ. Nhận lại cái linh hồn mình tu nó dễ. Còn cả tỷ tỷ cái như bây giờ là đủ thứ hết.
nào có radio, tivi, nào có làn sóng, nào có ánh bóng đèn, có đủ thứ hết. Rồi chúng ta cứ buông ra ngoài. Nhà của tôi, radio của tôi, bóng đèn của tôi, rồi tivi, điện thoại gì bây giờ của tôi, hồi xưa là không có mấy cái đó. Thành ra vật chất càng ít, chúng ta càng dễ giận lại cái linh hồn. Mà vật chất nhiều thì có một cái linh hồn, mà vật chất ít cũng là một cái linh hồn đó. Nhưng mà cái gì ít, đơn giản thì chúng ta dễ nhận lại. Còn nhiều quá chúng ta khó nhận. Do đó mà quý vị niệm Phật, và đa số nói con niệm Phật coi phải cần lần chuỗi không sư? Chuỗi là phụ. Con niệm Phật con cần phải niệm 4 chữ, 6 chữ không sư? Cái đó là phụ. Nếu nương vào cái đó mà nhận cái linh hồn thì đúng. Bây giờ tôi làm tùm lum, tôi vừa niệm Phật, tôi vừa lần chuỗi, tôi vừa tụng kinh Bát Nhã, tôi vừa tịnh chú Đại Bi. Nhiều quá rồi làm sao nhận được cái một không đó. Thành ra tôi khuyên nếu mà làm được thì cứ làm. Nếu mà làm không được đó, thì nên làm một cái thôi. Niệm Phật thôi. Niệm Phật có giảng sanh không sư? Phải thêm, ta nói phải thêm chú Lăng Nghiêm, còn phải chú Đại Bi, còn phải tụng kinh Pháp Hoa nữa thì mới giảng sanh được. Cái đó là làm cho phức tạp. Có nhiều bắt cá bắt một tay thì dễ, mà hai ba tay, hai ba con một lượt thì khó mà dính. Nếu ai làm được cứ làm. Mà theo kinh nghiệm thì nhất nghệ tinh, nhất thân dinh. Làm cái gì một cái thì dễ nhất niệm hơn. Nhưng mà nhất niệm chưa phải là Phật. Đó là cái định lực mạnh để mình điều khiển cái nghiệp của mình, cái ý chí mình để sanh vào cảnh giới mình muốn. Để sanh, tức là phải sanh. Còn chúng ta là cái nghiệp, ý chí nó kéo đâu mà theo đó mình là tay sai. Còn cái được nhất niệm là mình làm chủ lấy nghiệp, nhưng mà phải có nghiệp. Còn Phật là không có nghiệp. Không có nghiệp không phải là không có, ở trong nghiệp mà không dính mặt. Ngài muốn sanh đâu sanh, ngài không muốn sanh cũng được. Chúng ta phải hiểu trong đó. Thành ra mình thì có mắt, có tai, có mũi, có lưỡi, Phật cũng có. Mình ăn đồ ngon thì biết ngon, Phật cũng biết ngon với mình. Phật đó phải là cái đó. Nhưng có một điều khác, là mình ăn đồ ngon cái mình dính mắt muốn ăn nữa, đồ dở cái mình dục bỏ. Phật không có, ăn cũng biết ngon giống như mình, nhưng mà không dính mắt, không thèm, không muốn ăn nữa. Rồi đồ dở thì ngài thấy nếu không bệnh hoạn ngài vẫn ăn, không có chê, không có khen, không có muốn được, không có bỏ, muốn không được. Còn mình đủ thứ đặt, đủ thứ vấn đề. Cuộc sống tự nó có vấn đề. Mình sanh mới mở mắt ra, bữa nay ăn cái gì ha? Bữa nay đi đâu chơi, bữa nay lên mạng kiếm cái gì, đủ vấn đề hết. Còn Đức Phật ngài cũng có, một bậc thánh nhân ngài cũng có đủ hết, nhưng mà ngài không dính mắc cái gì hết. Làm chứ mà ngài không dính mắc. Không có ghiền đó, mình ngoài thường nói là ghiền đó. Mình có thể mình uống rượu, hút thuốc mà đừng ghiền được không? Tức là có và xã giao hút chút thôi. Nhưng mà phàm phu chúng ta hãy mà lặp hoài tới lui nhiều lần kêu nó thành ra ghiền. Cái ghiền do đâu? Do cái nhớ lại. Nhớ lại là tư tưởng. Rồi cha mẹ sinh ra mình đọc với hút thuốc. Rồi cái xã hội dạy mình hút. Mà đầu hút nó đắng ngát hôi rình. Hút 2 ngày, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày. Bắt đầu ghiền. Thuốc làm cho tôi ghiền, trật. Do cái chỗ đó mà chết. Cái nhớ lại làm cho mình ghiền. Hút rồi cái mùi nó quen rồi. Rồi nhớ lại cái là muốn hút nữa. Thì tại cái tư tưởng mình chứ đâu phải tại thuốc lại cho mình ghiền. Chúng ta phải nhận cái chỗ đó. Ghiền người khác phái, ghiền nữ sắc cũng do chỗ đó. Mà đầu cha mẹ sanh đó đâu có gì đâu. Mọi sống gần nhau, hửi hơi nhau rồi bỏ cái không được. Thia thia mà quen chậu mà vợ chồng đành lòng quên hơi. Người xưa nói rất hay. Muốn vậy mình phải tỉnh thức trong mỗi lúc. Thôi tôi nói sơ vậy thôi. Thì bữa nay là vấn đề Du Lan. Thì Phật tử báo hiếu rất nhiều. Một đống đây đó thì đâu không có hết. Thì Phật tử cái tâm đó thì rất tốt. Nhưng mà tốt thì có xấu trong đó. Mình phải hiểu.
Tại sao mình cầu cho cửu quyền thất tổ, cầu cho cha mẹ mình có người rồng nữa, cầu cho tất cả mọi chúng sanh, cầu vậy được không? Được nhưng mà rất ít, 1/1 tỷ thôi. Muốn cầu cho kết quả mình phải ở đâu? Cầu cho mình trước, mình không dính mắc thì tất cả mới không dính mắc được. Mình không dính mắc là do tư tưởng mình, biết cái tiến trình tư tưởng mình thì mới chỉ người ta đúng, đúng thì người ta mới là theo cái đó. Thành ra hôm nay tôi giảng về cái dính mắc 4 cái thôi, là kêu là tứ thực, 4 cái ăn mà chúng ta thường hiểu lầm, hiểu lầm luôn thế giới tịnh độ cực lạc. Cái ăn thứ nhất đó kêu là đoàn thực của 4 đường ác. Cái ăn thứ nhì đó kêu là xúc thực, tức là của 4 đường thiện của người trời. Cái ăn thứ ba là tư niệm thực, tức là của tứ thiền sắc giới và tứ không. Cái ăn của tư thứ tư là của các bậc thánh nhân nhập lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A La Hán, Bồ Tát và Chư Như Lai, kêu là thức thực. Tôi nói lại, cái thứ nhất là đoàn thực, cái thứ nhì là xúc thực, cái thứ ba là tư niệm thực, cái thứ tư đó là thức thực. Đoàn thực đó tức là an đoàn hay là đoạn, dò thành viên hoặc là chặt từng khúc. Đó là thế giới của chúng ta. An, mặc, ở, bệnh, sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ. Mà chúng ta thường lầm, chúng ta tưởng ăn đây là ăn bằng cái miệng sắc thân thôi. Chúng ta có nhiều cách ăn, ăn bằng thân, ăn bằng tâm nữa. Nghe không? Chẳng hạn như sắc, tài thì cái này ăn bằng tâm, danh, lợi cũng bằng tâm. Chúng ta ghiền cái sắc, đồ đẹp, người đẹp, nghe không? Nhà cửa rồi giàu sang, chúng ta ghiền cái đó là ăn bằng cái sắc thực, bằng đoàn thực, ăn bằng cái tâm đấy. Cái tâm còn dính mắc, còn trìu mến nó, không? Sắc, tài, danh, lợi, toàn bà tâm không, không? Rồi ăn uống, ngủ nghỉ, ăn uống đây là cái thân. Đó thì chúng ta nên nhớ, nếu chúng ta còn ghiền ở trong đó, còn dính mắc trong đó, thì hiện tại chúng ta ở 4 đường ác. Cái này tôi giảng nhiều rồi, hôm nay không có giảng kỹ, không? Thì ghiền tức là mình không bỏ được, mình say mê thích thú nó, hễ không có mình nổi sân. Đó thì là 4 đường ác, có sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, kêu là 6 cái lục dục, 6 cái ham muốn. Còn người tiến lên cao thì mình thấy cái đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula. Địa ngục là vật lý và sinh lý, còn ngạ quỷ là ăn bằng cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, không dễ, không có. Còn súc sanh là ăn bằng cái tư tưởng bản năng, tư tưởng thú vật. Còn bây giờ tới cõi người và trời dục giới. Cõi người là giữ 3 giới, trời dục giới là 5 giới, là quý vị đó. Thì bắt đầu cũng còn đoàn thực mà cao thượng, bắt đầu qua tới xuất thực rồi đó. Xuất thực là ăn bằng cảm giác, tức là người giữ 5 giới thì ăn chay 1 tháng 10 ngày, bớt cái ham muốn ăn mặn, nó ngon lắm, cả 1000 món, nào thịt, nào cá. Cá thì thịt cũng cả đống thịt, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, thịt trâu, thịt bò, thịt chó, ô tùm lum. Còn cá thì nào cá trê, cá chép, cá rô, cá gì, cá biển, ô tùm lum. Chúng ta ăn mặn là cả 1000 món. Còn ăn chay là tàu hũ, mì căng, tàu hũ. Có bao nhiêu đó thôi. Thành ra cái ăn chay là bớt đi những cái tham muốn của mình. Chứ không phải là ăn mặn là bổ, ăn chay là thiếu chất bổ, lầm. Chính ăn chay mới là bổ nhiều hơn. Mà muốn lên 5 giới, quý vị phải tiết dục ăn 1 tháng 10 ngày. 10 ngày chay, không giết các loài thú lớn nữa. Tại sao vậy?
bởi vì gà, vịt, heo, chó, trâu, bò, vân vân, cái linh hồn nó gần bằng người ta, nó sẽ tiến lên người ta. Mà linh hồn là cái gì như tôi nói nãy đó, nó nằm bàn bạc trên không gian, thì cái đó kêu là chân tâm. Nhưng chúng ta không nhận được nó, chúng ta chứa những cái chủng tử thiện ác trong cuộc sống này dưới hình thức năng lực. Nó là cái chủng tử là hột giống đó, nó nằm ở trong đó. Nhưng mà khi nó vô linh hồn rồi bị linh hồn biến biến chất, nó thành ra năng lực. Năng lực là không có hình tướng nữa. Khi mà sao động đó, tức là chúng ta gặp cái hoàn cảnh, tâm không sanh, nhân cảnh mà sanh, gặp cái hoàn cảnh rồi đó, tức là gió, gió bát phong đó, nó làm cho cái dòng nước linh hồn chúng ta sao động, thì những cái chủng tử ngủ ngầm trong đó nó biến thành hột giống lại. Hột giống này mới kết ra thành ra hư không vô biên, rồi tới tứ thiền, rồi tam thiền, rồi nhị thiền, rồi sơ thiền, rồi tới người, tới trời dục giới, tới người, rồi tới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Và những cái này là không thật, nó huyễn quá. Rồi khi nó tiến quá từ địa ngục, ngạ quỷ lên cõi người, cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc, rồi tới nhất là cõi nhị thiền của sắc giới, thì nếu có thiện trí thức sống hoàn cảnh đầy đủ, thì chúng ta đủ điều kiện để nhận lại cái linh hồn của chúng ta, cái bất tử. Thành ra tôi khuyên gặp quý vị là tôi hỏi là có thọ giới hay không, một tháng ăn chay mấy ngày, rồi có biết cái tiến trình năm uẩn không, có niệm Phật không, niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật cõi đếm, chưa có nhận Phật tánh được đâu. Chúng ta còn ác lắm, nó còn có tâm dao động hoài. Tới chừng không cần niệm Phật nữa vẫn có tiếng niệm Phật từ trong linh hồn nó đầy tràn, rồi nó phát ra, rồi mình nó tập trung tống vô, rồi nó đầy rồi nó tràn ra, rồi mình tống vô, không có tư tưởng nào xen vô được hết. Thì người này mà gặp thiện trí thức, đây gọi là cõi trời nha, chưa phải là Phật thôi. Đa số bây giờ nhận cái này là Phật, là thánh nhân trật. Thì thánh nhân khác thì sao? Khác thì chút à. Có quý vị không khéo là chết. Khi mình tống nó vô rồi, trong ai lại da mình nó có chủng tử ác thiện, mà gieo chủng tử thiện, chủng tử niệm Phật vô là chủng tử thiện, mà có chiều hướng giải thoát, có chiều hướng giải thoát ra độc đó. Tức là tôi muốn sanh về cõi Phật, tôi phát nguyện gì đó, thì cái phát nguyện này là cái chiều hướng. Còn nếu niệm Phật khơi khơi đó, thì chủng tử thiện là cõi trời. Mà niệm Phật có chủng tử thiện mà có phát nguyện nữa, thì đây là chiều hướng giảng sanh về giải thoát. Ví dụ nên nhớ chỗ đó. Thành ra khi vô rồi, chủng tử ác nó diệt chủng tử niệm Phật. 1.000 câu thì còn có chừng 200. Thành ra cái tu khó nhất là phải chữ bền. Phật tử đây cũng vậy đó. Vô niệm Phật mới đầu tinh tấn lắm. Tôi sợ mấy người mới mà tinh tấn, tôi sợ lắm. Cái nước bền là quan trọng. Chạy đua cũng vậy. Mới chạy mà chạy tía lia lé lịa đó, rồi mệt cái là nằm giả luôn. Còn chạy đều 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 với nước gần tới, nó càng tu là càng tinh tấn, thì cái đó là đúng. Còn Phật tử mới vô làm con ngon lắm. Nửa chừng cái bán đồ như phế, nửa chừng cái bỏ lại. Chỉ bằng cái điều điều. Vậy càng lâu chừng nào càng tinh tấn chừng nấy, người này tốt. Thành ra Phật tử bất cứ làm cái gì cũng phải có cái hậu. Mới đầu thì vừa vừa thôi, càng tu lâu thì càng tinh tấn chừng nấy. Cái gì phải nhớ cái chỗ lấy cái hậu làm gốc. Tôi nói người này có hậu, sống lâu mới biết là người có nhân hậu. Thì mình phải tập đó, gặp nhau dồn dã vậy rồi vài bữa cái chửi lộn. Tôi thấy ở đó nên trong nhà vậy đó. Tết tới thì học đủ chỗ đi về thôi, hai ba bữa đầu tay bắt mặt mừng. Ở chừng 6-7 bữa bắt đầu là cãi lộn rồi, có chỗ đánh lộn rồi. Phật tử đây cũng vậy, mới gặp nhau thì mừng lắm. Ngồi hồi hàm quyên hồi cái bắt đầu khác nhau ý kiến, cái là sần sộ nhau. Thôi giờ chúng ta trở lại. Thì cái thứ nhất đó là đoàn thực, ăn cắt từng khúc rồi ỉa ra, rồi có xác thân, thành ra mới hôi thối như vậy. Chết phải chôn, phải thiêu, rồi phải tìm coi cái ý chí mình mạnh hay không. Nếu mạnh thì có xá lợi, còn yếu thì không có, xương với tro không à.
Rồi bây giờ bắt đầu giữ năm giới thì hơi cao thôi, là bớt dần những cái sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, bớt dần. Rồi thấy chưa được, nó còn đê tiện quá, còn bày hay quá. Thành ra gia đình mà hai vợ chồng mà hai con là vừa là tiết dục đấy. Còn 5-7 đứa có tư tới 16-17 đứa. Tôi thấy tôi ớn luôn. Gia đình tôi có 13 đó, chứ không phải vừa đâu. Đó, thành ra Đức Phật mới răng là phải hai con thôi. Bây giờ chính phủ tôi thấy cũng vậy đó. Còn tới cái đó hai người con cũng còn bày hay, thì mới thấy là phải tiến lên thọ tám giới. Từ nay là không có vợ chồng nữa. Thành ra cái cõi trời sắc giới rất là khó giữ. Mà nếu bây giờ mình không giữ thì không sanh về đó. Cõi trời sắc giới nó khác như cõi này nha. Nó không có nam căn nữ căn, nó sống bằng cái hào quang, nghĩa là chúng ta chụp bắt không dính. Thấy vậy đó, mà cái tướng nó là hào quang. Mà khi chết họ sướng lòng, họ biến mất liền, khỏi trôn có gì hết. Họ ăn không phải ăn bằng như mình, mà kêu ăn bằng xúc thực. Phật tử làm được. Bữa nào niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm. Như nãy tôi nói, tới giai đoạn thứ 3 là khỏi cần niệm Phật nữa. Thì đây là ăn bằng xúc thực đó. Ly dục sanh nhĩ lạc là sơ thiền. Ly dục là rời cái sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ trở vô, thì được hỷ lạc. Thì cái này là chưa có bền. Tới mà nhị thiền đó là định sanh nhĩ lạc, là ngồi có thể 7 tiếng, 9 tiếng, 10 tiếng không cần ăn uống. Ăn bằng cái gì? Bằng cái nước miếng ngọt, hoặc là bằng cái cảm giác lâng lâng. Thì ai mà có cái cảm giác lâng lâng thì biết tỉnh toán mình có, nhưng mà 5-3 phút thôi. Chẳng hạn như người mẹ kính mến của mình, bà nói bà về thăm đó, thì mình nghe mình mừng, như cái đó là hỷ thôi. Rồi khi bà xuống máy bay mình ra tiếp bà, mình ôm lấy bà, thì cái này là lạc. Mình không biết mình ở đâu. Cái lạc này nó rất là quan trọng. Mấy người xì ke ma tí cũng có đấy. Mà cái này đưa tới xa đọa. Thành ra cái hỷ lạc của nó với cái hỷ lạc của người tu thiền không có nhận được, không có phân biệt được. Nhưng mà người tu cao này nhận được. Thành ra khi quý vị ngồi thiền đó mà khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, là quý vị bắt đầu qua nhị thiền. Cõi người trời cũng có, mà 5-3 phút à. Còn mà mấy người nhập định đó thì 10 tiếng, 7 tiếng, 7 ngày, 70 ngày, 7 năm. 7 năm không cần ăn uống gì hết. Tôi nói người không tin, ví dụ bữa nào tập làm thử coi. Quý vị thấy ngồi bất động vậy, thì cái tâm quý vị không còn ở đây nữa, mà tâm ở cõi trời. Thì cái thân này nó do cái tâm đó điều khiển, thì cái thân này đâu cần ăn uống gì đâu. Rồi nếu quý vị chết bỏ cái thân này đó, quý vị sẽ thành cái thân ở cõi trời, là cái thân hào quang. Kinh cõi trời không có mặt trời mặt trăng nha. Cõi trời sắc giới đó, mỗi người có cái hào quang. Hào quang nếu mà quý vị mà cõi trời đó thì hào quang màu trắng. Còn nếu quý vị tu tiên đó, hào quang màu xanh. Thì hào quang này nó mát thôi. Còn nếu tu Phật, hào quang màu vàng, nó sảng khoái. Khi đến rồi nó sảng khoái vô cùng. Thành đó quý vị tới mỗi người đều có hào quang hết. Nhưng mà tại sao không thấy? Vì quý vị có tư tưởng ác, hào quang đến thui à, nó mờ mờ, không có thấy được. Hào quang nó tỏ ra chung quanh mỗi người. Khi nào quý vị nổi sân một cái hào quang màu đỏ, rồi quý vị có tư tưởng thiện thì hào quang màu trắng. Mà phải nhiều quá thì nó mới tỏ ra mới thấy được. Còn quý vị le the đâu có ăn thua gì. Còn hào quang màu xanh, màu xanh là màu có lá cây, là màu có hy vọng, tức là tu về thần thông nhiều, giữ giới ít hơn. Còn chư thiên đó giữ giới nhiều mà tu về định lực kém mấy ông tiên. Thành ra hào quang màu trắng, trắng là trong sạch, xanh là hy vọng, còn màu đỏ là màu sân giận, mà máu. Thành ra khi mình sân về một cái thì hào quang nó nổi cái đầu mình chán ván. Nếu ai mà bệnh lên máu thì đứt máu chết luôn, đổ máu, đổ lửa, đổ máu luôn. Thì quý vị nên nhớ là rất là quan trọng đối với con người mình. Thì cái thứ nhì là xúc thực.
là ăn bằng cái cảm xúc, tức là quý vị có cái sắc thân thứ hai. Sắc thân thứ nhất đây là bên ngoài quý vị dễ thấy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Thì quý vị phải ăn bằng sắc, tài, danh, lợi, ăn, uống, ngủ, nghỉ. Sắc, tài, danh, lợi là ăn bằng cái tâm, cái tâm ham ăn của quý vị, cái tư tưởng. Còn ăn uống là ăn bằng cái sắc thân này. Còn khi quý vị bắt đầu tám giới rồi đó, quý vị phải ăn trường trai tuyệt dục. Mà qua cõi trời rồi đó, quý vị không có trường trai. Cõi cõi trời dục giới đó, người ta ăn bằng mùi hương, ăn bằng mật ong, ăn bằng cái này còn đó, ăn bằng những cái đầu tiên, hoặc uống nước họ sống. Cõi trời dục giới của quý vị đâu, nó có sáu cõi tất cả. Cõi tứ thiên vương, dạ ma, đau lợi, đau sức, tha hóa, quá lạc. Mấy cõi này còn ăn. Mười sắc thân người ta đẹp đẽ lắm, có hào quang, người ta sống hàng triệu, hàng tỷ tuổi. Còn cõi trời sắc giới thì không có sắc thân bên ngoài này, nó sống bằng sắc thân bên trong, tức là dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Quý vị không thấy dây thần kinh này đâu. Có dây thần kinh tai xúc giác, quý vị thấy. Dây gân đó là cái thần kinh xúc giác. Còn cái thịt này đó là thần kinh phù trần căn. Quý vị sống cái thân bên ngoài, thân bên trong vẫn có mà quý vị khó thấy. Đi bác sĩ nó mổ dần kinh thị giác, nó đứt dần dần coi đó là đuôi. Thì con mắt khi mà quý vị thấy rác đó, là cái rác của con mắt. Còn nó nhức nhối chịu không nổi đó là không phải con mắt mà dây thần kinh thị giác. Cái răng quý vị đó khi mà bị ê đó là cái răng nó ê về phù trần căn. Còn cái răng nó nhức chịu không nổi là dây thần kinh nhức, tức là tủy đó. Tủy là dây thần kinh có răng. Phải học, phải tìm hiểu ngay con người mình. Nếu quý vị sống bằng dây thần kinh đó, quý vị trở về cõi trời sắc giới. Rồi khi mà chết rồi, quý vị sẽ mang cái xác thân cõi trời sắc giới là không có sân bên ngoài nữa, mà quý vị sẽ nhìn thấu suốt vào cái thân người khác, thần vô bên trong ạ. Thì tu đi rồi quý vị sẽ thấy, để như tôi nói, ít nhất là quý vị phải ngồi thiền ít nhất cũng 7-8 tiếng, thì có đó là mới cõi trời dục thôi. Thì bắt đầu lai qua cõi trời sắc giới là 7-8 tiếng quý vị không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Rồi được 7 tuần lễ nữa thì là không ăn uống, không tiêu tiểu gì hết. Cái thân còn đây nhưng quý vị sống bằng cái thân bên trong. Thân bên trong là thân dây thần kinh đấy. Có thần kinh thị giác là mắt, thần kinh vị giác, thính giác là tai, khứu giác là mũi, vị giác là lưỡi, xúc giác là thân. Một thần kinh ốc là có cái ốc. Thì nữa là chết rồi qua cõi đó không có thân bên ngoài mà thân bên trong. Thành ra quý vị không cần ánh sáng mặt trời, mặt trăng gì hết. Khi chết là quý vị có thể biến mất. Tôi kêu là tàn hình. Khỏi cần chôn, khỏi cần gì hết. Nếu quý vị mà tu cao, quý vị tiến lên cõi trời, nhị thiền, tam thiền. Còn tu thấp thì trở xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trở lại. Thành ra cái đó kêu là súc thực. Ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Thì cái thứ ba đó là tư niệm thực. Cái này cao hơn nữa, là quý vị bỏ cái sân bên ngoài, bỏ thân bên trong, quý vị sống bằng cái óc trung khu thần kinh. Quý vị biết mà trung khu thần kinh thì nó vi tế hơn là dây thần kinh. Thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác thì nó thô tháo hơn, kêu hoàng tịnh sắc căn. Mà cái này là tịnh sắc căn vi tế. Tại sao vậy? Quý vị thấy năm dây thần kinh đó, thần kinh mắt, thần kinh tai, mũi, lưỡi, thân đều đưa lên óc hết. Cái đầu là quan trọng nhất, tôi thường nói đó. Quý vị chặt tay còn sống, chặt chân còn sống, nhưng mà chặt cái đầu rồi chết liền lập tức. Nó là tổng hành chinh, cũng như cái cây vậy. Nó có năm nhánh: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Mà cái thân cây đó mới là quan trọng. Năm nhánh này được gom về cái thân hết.
Quý vị để ý cái đó để biết cái thân mình là cái thân cây, gồm có năm nhánh là mắt tai mũi lưỡi đều nằm ở trên cái thân của ốc. Thì cái ốc dây thần kinh nó vi tế hơn. Thì bây giờ mình bỏ cái xác thân bên ngoài, bỏ cái xác thân bên trong, dây thần kinh mắt tai mũi lưỡi sống bằng dây thần kinh ốc, tức là tư niệm thực. Niệm là tư, là ý chí, niệm là tư tưởng. Ý chí nó lấy cái kinh nghiệm kiến thức trong linh hồn của mình đó, nó cung cấp cho tư tưởng mới tạo ra những cái cảnh giới mà do tư tưởng tạo. Chúng ta thường kêu là đọc ánh cảnh. Như bây giờ tôi nhìn thấy quý vị đây, thì con mắt tôi tiếp xúc, thì tôi bắt đầu mới có cảm giác dễ chịu, khó chịu. Rồi cái tư tưởng do ý chí nó cung cấp, tại sao dễ chịu? Vì mình thấy Phật tử nó tu mình mừng, thì cái mừng này là do cái kinh nghiệm nó cung cấp cho. Rồi bây giờ tôi xuống cốc rồi, không có quý vị nữa, nhưng mà cái óc tôi nó có quyền, nó tạo ra cái cảnh giới này, kêu là hồi tưởng nhớ lại. Thì bây giờ đâu có mắt tai mũi lưỡi nữa, mà đâu có quý vị nữa, mà toàn toàn là do cái tư tưởng tôi nó mượn cái óc để nó tưởng tượng lại. Thì cũng vậy, khi mà tôi không cần mắt tai mũi lưỡi, tôi ngồi tôi tưởng tượng ra hư không vô biên, tưởng tượng ra không không gian không thời gian có láng, và tùy thuận không gian thời gian đó của Bồ Tát Như Lai, thì cảnh giới cũng vẫn hiện ra. Nhưng cảnh giới này là đồ giả, đồ giả, đồ thật không phân biệt được. Cái đó sau này tôi sẽ phân biệt. Thành ra tới cái thứ ba, thân thứ ba là tư niệm thực. Tất cả những cái gì tôi trải qua nằm ở trong linh hồn tôi, thì ý chí là cái nghiệp mới moi trong đó cung cấp cho tư tưởng. Tư tưởng mới mượn cái óc để tưởng tượng. Rồi sau nó cao nữa, nó bỏ cái óc luôn, nó chỉ dùng mình tưởng tượng thôi. Thì đó là không vô biên, thức vô biên, vô sở phi phi tưởng. Còn tứ thiền thì có mượn cái óc. Chắc khó hiểu ha. Thì tôi giảng lại nhiều lần. Rồi quý vị có tu thiền định đó, có niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật hỏi đếm cũng chưa hiểu nổi cái tôi giảng đâu. Chừng nào khỏi cần niệm Phật thì nghe sư giảng hiểu liền. Cái này bắt đầu mình định được mạnh rồi đó, mình đi cao rồi đó. Thì làm hoài thì được thôi. Thành ra nãy có Phật tử hỏi tôi khó quá sư ơi, làm sao? Tôi nói cái gì mà dễ? Cuộc đời không có gì dễ hết đó. Nhưng rồi cái gì cũng dễ hết, do bền bỉ. Nào, bền bỉ kiên nhẫn thì cái lá dâu cũng thành sợi tơ ống à. Trên tất cả sự thành công của con người là do ở bền bỉ. Christophe Colomb, Columbus, ông tìm ra tân thế giới là do gì? Cũng do cái kiên nhẫn. Kỳ đó là mấy thủy thủ nó chán nản, nó tính đập ông đó. Ông mới gạt ông kia, nó có cái quả địa, có cái trái đất kìa. Thì đi tới là không phải. Cũng như là Tào Tháo cũng gạt ngoài kia, đi khát nước quá muốn chết, nó muốn nổi loạn. Ông nói có cây me ở đẳng kìa, cho nó chảy nước giải, nhưng đi tới không có, đi hoài thì thấy gặp thôi. Thành ra tôi thường nói trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trên kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Ai dạy con tinh tấn sư? Cái này không ai dạy hết đó. Bây giờ mình té đầu bạch sư còn làm sao ngồi dậy? Làm sao? Thì ngồi dậy chứ làm sao? Chống cái đau khổ nó ngồi dậy. Trên đường đời ai không hơn một lần đau khổ? Tôi nói hơn một lần tức là cả trăm cả triệu lần. Nó con tu con niệm Phật con thấy khó, mà có mình khó sao? Con niệm sao nó nghĩ tùm lum, mà đó giờ không niệm nó không có gì, con ăn con ngủ cho đã trời, con chổng giò con ngủ. Bây giờ sư bật bạch phải sư nói niệm Phật, phải nhớ Phật, nghĩ Phật, tưởng Phật. Con miệng thì niệm Phật mà cái tâm con nghĩ cả trăm chuyện, cái tâm này mới chánh đó. Bây giờ con làm sao? Con nghĩ con không tu được, thôi con bỏ cuộc. Một có mình cô là có sao? Tôi cũng vậy, mà Đức Thái tử Siddhartha cũng vậy. Ngài mới tập niệm nhiều hơn mình đó. Tại sao vậy? Vì Ngài nhiều chức vụ quá. Làm vua là cả bá tánh là Ngài phải lo. Rồi lo cha, lo mẹ, lo vợ, lo con, lo bá tánh trong dòng thọ.
mà ngài còn nhất niệm là làm được. Không minh tại sao mà làm được? Cứ sợ hoài, cứ nghĩ là tôi hèn kém, nói là Phật là cái đức ngài bự lắm sư ơi. Mà hồi đó ngài không phải từ người cái chỗ mẫu giáo ngài bò lên sao? Con làm sao mà so sánh với Phật? Không có cái vụ đó. Ai cũng phải bắt bước từ mẫu giáo. Còn Phật Thích Ca, mày hỏi ngài coi, ngài cũng đau khổ vô cùng chứ. Ngài bước từ từ dấp té, ngài ngồi dậy nữa. Thì bây giờ mình cũng vậy thôi. Không có người nào mà cha mẹ sanh ra là Phật, không có ông nào bác sĩ nào cha mẹ sanh ra là bác sĩ hết. Từ mẫu giáo mà kiên nhẫn hay không, cái bền bỉ hay không, mới làm sao bền bỉ sư. Sự này tôi đầu hàng thôi, té rồi con làm sao người dậy sư. Trời ơi, làm sao người dậy, tắm trong một đạp nữa thì ngồi dậy chứ, ngồi dậy làm sao bây giờ. Hồi đó bậc cử đường đặt cái câu hỏi làm sao. Tôi nói không có làm sao. Té 100 thì ngồi 101 lần. Dám không? Không dám thì về xuống địa ngục. Chứ bây giờ biểu tôi làm sao vậy? Ăn chay thì nó ăn 10 ngày, ăn khó quá sư ơi, vì cái gì dễ? Ăn có 2 ngày hả? Tôi bực những người vậy đó. Rất đủ điều kiện, con cái nó rất thương mình, nó lo cho mình, gia đình nó, con nó được tu hết, mà giờ năn nỉ rồi mình hứa với sư 10 ngày, về nó khó quá sư ơi, con ăn có 2 ngày. Tôi nghe là tôi muốn bộc tay, xong rồi tôi bực cái người học tu. Cõi đời nó đã khổ đau rồi, nó đã thấp tàn rồi, đời nó đã cách sắp tận thế rồi mà còn không chịu tu. Rồi bây giờ hỏi sư làm sao cho con ăn chay được, làm sao cho con tinh tấn. Trời ơi, tinh tấn mà hỏi làm sao, té mà hỏi làm sao con ngồi dậy. Ai giúp cho con ngồi dậy? Sư dùng cái phép thần thông nào sư làm cho con ngồi dậy? Rồi bệnh mà ăn đồ không cử mà làm sao sư, làm sao con hết bệnh? Tôi thấy đa số Phật tử như vậy đó. Ẵm con lại rồi con đau, nói sư làm sao dò đầu nó cái nó hết đau. Hết thì hết thiệt, nó cũng trở lại. Tại vì mẹ nó không tu. Nó tới tôi hỏi, cô phải mẹ nó không? Cô có ăn chay không? Không có. Tại nó bệnh là phải. Nó bệnh rồi tới cô bệnh nữa. Không tu gì hết trơn rồi làm sao mà cứu con mình, là chính mình mới là quan trọng. Ông sư ổng lo cả triệu cả tỷ người, ổng là chung hết. Thì bắt qua ổng dò đầu nó hết bệnh vài bữa vài tháng thôi, nhờ cái đức của ổng. Còn mình không có đức sao? Ổng có đức là nhờ ổng giữ giới, thì mình cũng giữ giới được vậy. Nhưng mà cái đức ổng bự hơn mình, là vì ổng giữ tới 250 điều, còn mình 5 điều thôi. Mà 5 điều cũng không giữ được. Bây giờ đi nhờ ổng, mà ổng thì ổng lo chung hết mình, lo con mình thôi, thì nó gần gũi hơn. Vì tôi nói cái tu mà không hiểu là khó lắm. Thành ra tôi năn nỉ quý vị heo, và sau khi tỏ giới rồi thì không cần đến đến chùa cũng được, không cần đến tịnh xá cũng được, muốn đi đâu thì đi. Cuộc sống sao sống y như cũ thôi, không có điều kiện gì tôi hết. Nhưng tôi năn nỉ, cái này năn nỉ tức là không đi thôi. Giữa tháng và cuối tháng 10 giờ trưa tới 12 giờ đến đây để nghe Pháp. Chi vậy? Có cái hiểu biết. Cái hiểu biết đạo Phật kêu đó là trí tuệ, là pháp lý trí tuệ. Cái này nó dính trong mình nó sẽ giúp cho mình thấy được cái bất tử niết bàn. Niết bàn là do cái hiểu biết. Phật có niết bàn mình không có sao? Phật ngài nhận được cái bất tử, ngài biết cái không dính mắc, ngài nắm được cái không dính mắc thì ngài là Phật. Mà không dính mắc cái gì? Không dính mắc cái nhận thức, cái tư tưởng mình. Quý vị tư tưởng dính mắc tùm lum rồi đau khổ gì la làng, rồi ai cứu mình? Mình làm thì mình phải cứu mình. Cứu bằng cách nào? Bằng cách đi nghe Pháp để tìm hiểu. Thành ra đối với tôi mà tu phước không, tôi không chịu, phước rất cần. Nó là cái bàn đạp để cho mình đi tới trí tuệ giải thoát, đi tới pháp lý. Phước thì tôi cũng thấy quan trọng, nếu không có phước làm sao tu? Mình ngu si, mình nghèo khó là làm sao tu? Nhà ăn bữa đói bữa no làm sao rảnh mà vô đây ngồi như thế này được? Thì cái đó là phước báo. Rồi phước báo làm phước thêm nữa, thì giàu sang quan quyền vua chúa, kiếp sau lên làm hoàng hậu nữa. Hoàng hậu xuống sau
khói cục chết luôn, sao làm vua nữa, vua sướng sao, đi đâu cũng phải có gạt được con hết, có người bảo vệ không có thì nó ám sát mình chết. Thái tử Siddhartha nó mà rơi chân một cái là nó giết liền. Sau này bỏ ngôi vua đi làm hành khất, ngày đi xin ăn đêm ngủ dưới gốc cây có ai thèm ngó đâu, như tôi bây giờ lấy gốc con ngựa ai mà giết, giết lấy cái gì đâu, ổng nghèo sạc xương mông, không có là có cái bình bát không, như cái bộ y thôi, giết ổng lại làm dành cái chức khất sĩ, cái sức đi xin ăn, ai cũng được vô thì sợ cái bát rồi mượn áo đi xin ăn nó có gì đâu, cái đó không ai dành, mà làm vua là dành đó. Vua thì nó giàu sang quan quyền vua chúa, tiền ô ủng hậu ủng, thấy không? Là muốn ăn cái gì có cái nấy, còn khất sĩ muốn ăn thì không ai cúng là phải nhịn đói. Nhưng mà chính cái nơi sung sướng mình sống là để ăn sao, ăn ăn là để sống, chúng ta phải sống để ăn, mà chúng ta sống là để ăn, ăn đủ thứ hết, đói bụng thì xin ăn, thì có cái gì ăn là khỏe thôi, ăn cơm thì được rồi. Không à, tôi muốn ăn cơm mà có thịt bò nữa, bảy món nữa. Uống thì khát nước, uống nước mưa, nước chín được rồi. Không, tôi muốn uống bia thì chết rồi. Cái này là bắt đầu sanh sanh sự, có vấn đề, là có đau khổ. Tôi nói sai là tôi xin chịu tội. Ví dụ quý vị thấy là tất cả đều do thức biến. Hồi xưa là mưa thuận gió hòa, bây giờ mưa không thuận gió không hòa, trời mưa gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa đó khác xưa rồi. À, thành ra khi mà qua Bát Nhã là cái thứ tư, à, cái đó kêu là tư niệm thực, còn Bát Nhã kêu là thức thực. Thức là ai? Là do thức, là đứng lặng, nhập vào đứng lặng, dòng nước chảy, dòng nước chảy vào dòng nước, nó không có tướng. Cái đó là linh hồn của chúng ta đấy, mà chúng ta nói linh hồn chứ mình có thấy nó đâu. Thấy mà linh hồn, nghe mà linh hồn, ngửi mà linh hồn, nói mà linh hồn, xúc trần là linh hồn. Mắt thấy, cái thấy là diệu dụng của linh hồn. Cái tai nghe, cái nghe đó là diệu dụng linh hồn. Còn linh hồn nó không thấy, không nghe, cái thấy nghe mượn nó để mà phát hiện. Thành nó nói cái thấy không phải linh hồn là sai, mà nói cái thấy là linh hồn là thật. Cái thấy là cái diệu dụng, nó mượn cái linh hồn để nó phát ra cái diệu dụng thấy. Rồi cái lỗ tai nó mượn cái linh hồn để nó phát ra cái diệu dụng nghe. Cái lỗ mũi nó mượn cái linh hồn để nó phát ra cái diệu dụng ngửi. Thì tất cả trong đó có một cái linh hồn, mà cái diệu dụng, cái tác dụng vô số. Cái gì để ý cái đó ha. Thành ra nắm được cái linh hồn là cái thức thực, cái an của Bậc Thánh. Nhập lưu được 1/4, Nhất Vãng Lai 2/4, Bất Lai 3/4, A-la-hán 4/4, A-la-hán hoàn toàn đó. Nhưng mà cho mình thôi. Còn tùy thuận để chỉ chúng sanh, là thị hiện làm đau khổ chúng sanh, mà không dính mắc, cái đó là Bồ Tát, Thánh và Chư Như Lai. Đại khái là như vậy. Thành ra cái ăn thứ tư này là quan trọng nhất. Tôi ăn cũng như mọi người, tôi trở về khỏi dục giới được nữa. Quý vị ăn sắc tài danh lợi, ăn uống ngủ nghỉ, tôi cũng sắc. Tôi thấy nhà cửa đẹp thì tôi cũng biết đẹp, nhưng mà không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã tôi nghe. Còn quý vị thì nhà này nhà của tôi, xe hơi Honda của tôi, vợ của tôi, con của tôi, nhà cửa tôi. Còn các bậc thánh thì vẫn có xe, vẫn có đồ, vẫn có đồ đẹp, có khi thị hiện có vợ con. Nhưng mà cái đó không phải tôi, không phải của tôi, không phải tự ngã của tôi. Cũng sống như tất cả quý vị, nhưng không dính mắc cái gì hết. Thì cái đó khó đó. Nó khó là có người hỏi khó quá, giờ làm sao sư? Cũng làm sao nữa, thì làm hoài chứ làm sao bây giờ. Ông Phật nào mà không phải không từ khó khăn mà bò lên. Thành ra cái thứ nhất là thức thực, là nếu đoàn thực vẫn đoàn thực. Ông Phật con ăn ngon ông cũng biết ngon vậy, ăn dở ông cũng biết dở vậy, đau ông có nhức nhối như mình vậy, chứ không phải ông Phật không đau sao. Nhưng Đức Phật mà bị đều ra đăng đá, ngài cũng nhức nhối, ngài nằm nghiêng một bên ngài lắng nghe,
Thì cái nhất không phải Ngài mà cũng không khác Ngài. Ngài là cái lắng nghe. Lắng nghe nó biết được cái nhất. Mà cái biết không có nhất. Thì cũng nhất như quý vị, nhưng quý vị không có cái biết. Không có cái đứng lặng, nhập vào đứng lặng. Ngài lắng nghe cái đau. Biết có cái đau. Cái đau là cái cảm giác xác thân, chứ cái biết đâu có đau. Rồi đi, Ngài biết mình đi. Thì Ngài là cái biết đâu có đi, cái thân đi. Nó dễ vậy nhưng mà làm khó ạ. À. Nghe quý vị, tôi mấy chục năm nay tôi trăn trở với vấn đề đạo Phật và đạo trời. Tôi thấy đạo Phật mất rồi. Tôi nghe giảng của Thầy, tôi nói giảng đâu đạo trời không à. Nó đi thân đi, rồi thấy mình đi lẹ cái cải sửa đi chậm. Thấy mình không có nết na, cái cải sửa cho nết na đầm thấm. Thì như vậy là Phật, không phải vậy, đó là trời. Tôi không có nết na, tôi không có hạnh kiểm. Thì tôi biết không có hạnh kiểm. Thì tôi không sửa, không cần sửa. Cái biết này là tôi, chứ cái bất hạnh không phải là tôi. Rồi tự nhiên đó, trong cái yên lặng này thì cái hạnh kiểm nó có lại một cách tự nhiên. Còn nếu không có thì cũng không sao, tôi đâu phải là nó. Mà tôi cũng không khác nó nha. Cho hiểu đó. Cái con người mất hạnh, con người đê tiện với con người cao thượng. Thì đê tiện cũng không phải tôi, mà cũng không khác tôi nha. Bởi vì nó nương vào cái chân tâm tôi mà nó phát hiện. Thì tôi biết nó mà đừng dính mắc thôi. Mà nó cuộc đời mình muốn có người thiện, người cao thượng không. Mà không có muốn ăn, có ăn cướp, có kẻ ác. Không bao giờ có vụ đó. Hiện tượng giới là phải có vậy. Có ngày là phải có đêm. Rồi mình khoái cái phước báo, mình biết cái người cao thượng. Mấy ông sư tu mình lại thấy mồ. Rồi mấy đàn chị kem á tí mình ghét nó. Không được. Nếu không có xì nghe ma tí làm sao có ông sư. Hỏi ổng coi mấy năm về trước ổng cũng ngu si, ổng cũng là đủ thứ hết trơn mà ổng bỏ. Thì mà mình ghét người ác, mình thích người thiện là kẹt. Nói vậy bây giờ con phải thích người ác mà ghét người thiện hả sư? Còn kẹt dữ nữa. Ác thì mình biết là bởi vì nó ngu si nó mới ác. Nó học mẫu giáo là bởi vì nó ngu nó mới mẫu giáo. Chứ nếu mà nó mà thông minh nữa làm thầy giáo lại dùm nó đi học. Thành ra Phật tử đừng có nói là tụi con ngu lắm sư. Thì ngu mới là Phật tử. Còn nếu quý vị không ngu, quý vị làm sư cô, làm tăng hết rồi. Rồi hồi trước tôi không ngu như quý vị sao? Tôi cũng vậy thôi. Thì phải cố gắng bò lên. Rồi bò rồi nó té làm sao sư? Té thì ngồi dậy. Đi nữa. Chỉ có vậy thôi, cái tinh tấn là quan trọng nhất trên con đường tu của mình. Thành ra từ nay không có chán nản heo. Ráng ăn cho 10 ngày. Ăn không được thì cố gắng ăn. Cố gắng tức là ăn không vô, không ngon thì cứ nhai thôi. Nhưng làm sao cho no cái bụng được. Ai mà không hơn một lần vấp ngã trên đường tu này cả trăm cả tỷ lần vấp ngã. Nhưng mà vấp ngã cái chướng ngại nó cao như núi, tôi phải cao hơn núi. Cái chướng ngại, cái đau khổ nó lớn hơn biển, tôi phải lớn hơn biển. Con người có ý chí vậy là cái gì cũng làm được hết. Thì tôi giảng cái thức thực, quý vị biết thức thực không là gì hết, mà là cái cả. Tức là trong ai lại gia, trong cái chân tâm mình, trong cái lặng lẽ, trong cái biết này, thì nó phát hiện ra cái dòng nước này nó không có sống. Nó chỉ là sự yên lặng lòng nước linh hồn chúng ta. Chỉ là sự yên lặng trùm khắp cả không gian. Thôi đến đây tôi xin tạm ngưng. Thì tới tôi sẽ giảng qua cách khác và lặp lại cái này. Hoặc là giảng qua cái khác cũng là 15 mạng chúng sanh, 4 đường ác, 4 đường thiện, 4 tiểu thánh và 3 bậc tam tôn. Có nhiều cách lắm, có nhiều cách giảng lắm. Tôi bây giờ hơi nhiều chuyện rồi, tôi linh động tôi réo qua léo lại. Thấy không? Thì cũng là cái nhiêu đó thôi. Thì tôi nói tóm lại, đoàn thực là quý vị bây giờ. Còn xúc thực là an lành cảm giác. Thì đoàn thực xúc thực hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà qua tới bậc thánh một thứ thôi. Các ngài cũng có thể đoàn thực nhưng mà không dính mắc. Các ngài có thể xúc thực mà không dính mắc. Có ngài có thể tư niệm thực mà vẫn không dính mắc. Thì cái đó kêu là thức thực. Thức thực không là gì hết mà là tất cả. Còn giữa đoàn thực là xuất thực khác nhau rất nhiều. Nhưng mà có liên can.
Quý vị đoàn thực trước, quý vị ráng tu để mà tiến hóa lên mới qua được xuất thực. Xuất thực rồi mới vị tu tiến hóa mới qua tư niệm thực. Còn thức thực là không có. Mà thức thực cũng có đấy. Nhập lưu thì nhận được cái đoàn thực thôi, xuất thực chưa nhận được. Nhất vãng lai mới nhận được cái xuất thực của người trời dục giới, bất lai mới nhận được cái xuất thực của sơ nhị tam thiền, rồi A-la-hán mới nhận được cái thức xuất thực của tứ thiền sắc giới và tứ không. Đại khái vậy, thấy không? Thì cái đó là thánh nhân họ làm được hết. Tới A-la-hán rồi cái nào cũng có nằm trong chân tâm. Thôi đại khái như vậy. Vậy thì trước khi dứt lời, một lần nữa tôi cũng cầu chúc cho quý vị đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.